Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast mãi vẫn chưa chịu cài sữa Tin xấu cho VinHomes, VinGroup sắp hết thời Hiện nay bài toán khó nhất cho VinGroup chính là bài toán gọn vốn Đã 5 năm tung ra ô tô ra thị trường mà VinFast giờ đây vẫn là em bé bú mớm Không biết đến bao giờ doanh nghiệp này mới trưởng thành 5 năm là khoảng thời gian đủ lâu để những doanh nghiệp công nghệ có thể tự đứng vững và vươn xa theo bản báo cáo tài chính của Ủy ban chứng khoán Mỹ thì tình hình thua lỗ của VinFast ngày một tăng lên rất đáng ngại. Lẽ ra thua lỗ phải mỗi ngày một giảm đi thì VinFast mới có thể tính được thời điểm cài sữa. Nhưng thực tế thì thua lỗ cứ gia tăng như thế này thì làm sao mà tính đến việc cài sữa cho được. Đã 5 năm trôi qua mà VinFast vẫn chưa chịu cài sữa. Hiện nay khó có ngân hàng nào dám cấp vốn cho VinCup bởi có quá nhiều rủi ro tại tập đoàn này. Thời của bất động sản cao cấp thì đã qua. Ngay từ mùng 3 Tết nguyên đán vừa qua, ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong buổi lên sóng đầu năm đã khẳng định nhà ở trung cấp và cao cấp đang thừa. Bộ Xây dựng thì đang chăm lo cho mảng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp. Mặc dù Vinhome vẫn cứ báo lãi, vẫn khoe mỗi ngày có lời đến 132 tỷ đồng nhưng những nhà đầu tư xưng sỏ không ai tin con số này. Chỉ có những nhà đầu tư nhỏ lẻ ít hiểu biết thì có thể tin vì họ bị choáng ngợp trước sự to lớn của doanh nghiệp. Ông Phạm Nhật Vượng được đánh giá là nhạy bén khi lập ra công ty VMI để dụ những nhà đầu tư nhỏ lẻ trong túi có chừng 50 đến 100 triệu đồng cũng có thể góp vốn với Vin. Bài toán này lẽ ra sẽ thắng lớn nếu không bị mạng xã hội phát giác ra. Đây là cách huy động vốn tương tự như thị trường trái phiếu nhưng rủi ro hơn vì nó không bị cơ quan nào, luật nào quản lý, chế tài. Tuy nhiên đến nay, VMI cũng không thu được vốn như mong đợi. Đã có một thời gian dài, ông Phạm Nhật Vượng thao túng truyền thông để tạo ra bộ mặt doanh nghiệp dường như vững mạnh, thu hút nhà đầu tư và góp vốn cho mình. Cách làm này đã giúp cho Vin có thể vay được số tiền đến đến 285% so với vốn chủ sở hữu Tuy nhiên, bài toán này bây giờ không còn hiệu quả nữa. Trò thao túng truyền thông đã bị bắt bài và mạng xã hội luôn trực chờ để mà bóc phốt mọi thói của ông Phạm Nhật Vượng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là Vinhome sẽ huy động vốn từ nguồn nào đây? Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy bức tranh ngành bất động sản rất ảm đạm. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 1 năm 2023 do Cục Quản lý và thị trường bất động sản thuộc bộ xây dựng công bố cho thấy nguồn cung và lượng giao dịch thành công về bất động sản đều giảm so với cùng kỳ năm 2021, nghĩa là tình hình còn làm đạm hơn cả khi còn dịch covid. Còn với một tin xấu về tình hình vinhome, hiện nay vinhome đang tồn kho đến 66.000 tỷ đồng với số nhà đất ở phân khúc cao cấp, đây là một con số rất lớn. Kể ra ông Nguyễn Thanh Nghị cũng thẳng thắn, ông cho công bố tình hình thật và nhờ đó mà các nhà đầu tư tiềm năng mới có quyết định chính xác hơn. Bộ xây dựng mang đang muốn lùa các đại gia bất động sản nhảy vào thị trường xây dựng nhà giá rẻ để làm nên thành công cho dự án 1 triệu căn hộ, nhà mà ông Nghị đã đề xuất. Vinhome cũng đã nhảy vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số nhà phân tích cho biết, thì Vin chỉ tham gia vào lĩnh vực này mang tính xã giao với bộ xây dựng, với chính phủ, chứ Vinhome không xác định phân khúc này là trọng tâm của họ trọng tâm của họ vẫn là nhà ở cao cấp. Có thể những trứng vàng hay là trứng vàng trên giấy đầy. Những nhà đầu tư lão làng thường biết chọn lựa nguồn tin khả tín, họ có khả năng đánh hơi. Bài báo nào quảng cáo cho Vinhomes và bài báo nào là bài viết có điều tra nghiêm túc. Báo chí trong thời kỳ bị quyền tiền sai khiến, nếu khâu sáng suốt thì dễ bị mắc lửa. Nhà đầu tư ngày nay không dễ bị dễ dụ như trước đây, nên việc huy động vốn đại chúng của Vinhome giờ đây cũng khó khăn hơn rất nhiều. Chân trụ của Vinhome là các mảng nhà ở đắt tiền. Xem ra với tình hình huy động vốn khó khăn như thế này, cùng với tình hình thị trường bất động sản hết sức ảm đạm, có thể thấy đây là dấu hiệu cảnh báo rằng Vingroup sắp hết thời rồi chăng. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin VinFast mãi vẫn chưa chịu cài sữa tiên xấu cho Vinhome, Vingroup sắp hết thời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lưu Bình Nhưỡng tiếng nói hiếm hoi vì công lý Không ai lạ gì ông Lưu Bình Nhưỡng, một trong số ít người từng là đại biểu Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam dám nói lên những điều chính trực. Ông Lưu Bình Nhưỡng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học luật Hà Nội, là người có trình độ luật pháp và điều quan trọng là ông dám nói điều ngay thẳng trong một xã hội toàn ăn theo nói leo bợ đỡ quyền lực của đảng. Ông Lưu Bình Nhưỡng làm đại biểu quốc hội của quốc hội khóa 14 dưới thời bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch. Ông Nhưỡng từng lên án mạnh mẽ vụ án Hồ Duy Hải, một vụ án oan sai trắng trợn vi phạm quy trình tố tụng hình sự do ông Nguyễn Hòa Bình, ủy viên trung ương đảng, tranh án toán nhân dân tối cao làm chủ tọa. Vụ án trắng trợn đến mức ông Nguyễn Hòa Bình chấp nhận những vật chứng được mua ngoài chợ đem về để mà kết án tử hình cho một người chưa có đủ bằng chứng để kết tội. Ông Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện lên tiếng: Vụ án Hồ Di Hải là một vết nhơ pháp lý của nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Nó phơi bày một bộ mặt nhem nhuốc của chế độ ông Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng cho công lý là cách rửa mặt cho đảng Cộng sản. Nhưng đảng này lại không biết ơn, mà ngược lại họ không muốn ông có tiếng nói công khai nữa. Sau vụ án Hồ Duy Hải những kỳ bầu cử của quốc hội khóa 15 vào năm 2021, ông Lưu Bình Nhưỡng không được làm đại biểu quốc hội nữa, trong khi đó ông Nguyễn Hòa Bình lại vào bộ chính trị. Hành động này cho thấy chính quyền của đảng Cộng sản luôn phớt lờ tiếng nói chính trực, đứng về phía người dân và họ đã đứng về phía gian tà đó là ý định của đảng đấy là thông điệp đảng cộng sản gửi đến toàn dân việt nam họ cứ làm chẳng sợ ai đảng cộng sản tuy không ưa ông lưu bình nhưỡng nhưng họ lại cần những người như ông mục đích là tạo ra tiếng nói trái chiều để khoe với thế giới rằng đảng cộng sản cũng có người có ý kiến trái chiều phát biểu như các nước dân chủ thực chất tiếng nói ông lưu bình nhưỡng không đếm đủ trên đầu ngón tay ông Lưu Bình Nhưỡng dù có lên tiếng thì cũng không là gì so với quốc hội với gần 500 người, một lòng hùa theo kẻ có quyền lực và làm điều ác. Khi còn là đại biểu quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lên tiếng mạnh mẽ vụ án Hồ Di Hải. Ngày nay, ông Lưu Bình Nhưỡng tuy không còn là đại biểu quốc hội, nhưng ông hiện là phó ban dân nguyện của quốc hội. Ông cũng đóng góp lời ngay ý thẳng cho nền tư pháp của Việt Nam, mặc dù tiếng nói của ông lạc lõng trong rừng người, chỉ bất gật gù theo đảng. Mới đây, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lên tiếng về vụ án cô giáo Lê Thị Dung, người bị Toán Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An kết tội 5 năm tổ, chỉ vì chi sai 45 triệu đồng. Đây là vụ án oan nói lên một thế hệ thống tư pháp công cụ được lập ra để cho những kẻ có quyền lực trù dập người dân mà họ không ưa. Một nền tư pháp thối nát đến tận cùng ông Lưu Bình Nhưỡng đã chỉ ra hai điểm bất thường cho thấy Tòa Nhân dân huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An đã sai phạm như sau. Thứ nhất, việc bắt giam cô Dung một năm mới đưa ra xét xử trong khi luật quy định thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, việc giam cô Dung một năm mới đưa xét xử có vi phạm về thời hạn tạm giam hay không là câu hỏi được đặt ra mà ai cũng biết. Thứ hai, trong cáo trạng của bản án nói rằng cô dùng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khoản tỷ tiền chia sai là chi sai là gần 45 triệu đồng trong vòng 5 năm. Đầu tiên là 48 triệu đồng, sau đó họ đã rút xuống còn gần 45 triệu đồng. Trong đó có những năm chỉ là hơn 300.000 đồng. Ông Lưu Bình Nhưỡng việc Toán Nhân dân huyện Hương Nguyên tuyên phạt cô Dung 5 năm tù vì chi sai gần 45 triệu đồng cho thấy đây là một bản án không nhân văn. Nếu so sánh với các bản án khác, những vụ án hàng nghìn tỷ đồng hậu quả vô cùng lâu dài, thì rõ ràng tính chất và mức độ của vụ việc như thế này là không tương xứng. Vì trong một hệ thống pháp luật, xã hội chủ nghĩa, nó như vậy. Ông Nhưỡng chỉ nói thế, tuy nhiên qua phát biểu của ông cũng cho thấy rõ, hệ thống pháp luật Việt Nam chỉ có một tứ tư pháp công cụ những kẻ nắm quyền lực đang dùng pháp luật để áp tội tùy tiện, mục đích là trù dập, trả thù những người khiến họ không hài lòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lưu Bình Nhưỡng tiếng nói hiếm hoi vì công lý. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề